này này không rửa đi giờ lợn về hơi nguy hiểm này. Cái này bụi này quét đi chị ơi. Này, tí nó về là nó húi, nó liếm các kiểu luôn. Tí nó về là nó đói, nó khát, là nó có cái gì là nó liếm hết. Nên là mình phải dọn sạch. Anh hòa nước cho nó uống chưa? Hòa nước đi. Tí thả xuống là nó ấy ngay mà, phải hòa nước sẵn đi. Cái này là gia công kém quá. Nó có cái gờ gờ này này, sợ nó hút mõm vào ấy. Bên này đây này, cái chỗ này này. Cái thằng này nó gia công kém quá. Đây tự gia công này, nó hàn ở chỗ này, nhưng cái chỗ này nó còn sắc quá. Nhìn này, những cái đường gờ này này, nó sắc này. Mà đây này. Kể là cái đường chấm, đường hàn của ông ấy. Hàn ông để quân nó chỉnh khí lớn quá. Đây. Có thổi mà nó thâm đen. Anh, thế anh không bảo em chỉ cho chỗ mua cái này mà nó trở về tận nơi cho. Nó làm gia công đẹp lắm. Biệt cho đâu. Ôi giời ơi. Đây này, nó làm những cái đường sắc này mà con lợn con nó vụt mồm mà có ngày mất mũi. Mới đầu bảo ông làm 1 ly đấy, nhưng sau ông tiếc tiền ông lại bảo thôi làm 8 gram. Đây hôm bảo ông làm 1 ly đấy, nhưng ông bảo 1 ly tốn lắm. Bảo ông ấy làm tầm 2 mét, ông bảo 2 mét gò mệt lắm. Đợt này xe to này. Anh ấy ra đây. Bé này mà 7 cân 2 mấy cơ. Bé gì anh, thế là được rồi. Tôi vẫn phải giải ván anh ạ. Chả giải ván, em có bảo anh không giải ván đâu. Tôi chỉ không có bạt mà không bóng điện thôi. Sao lại không có bóng? Bóng bây giờ chưa nắp. Ui dồi ôi. Bóng lắm phải mấy. Này thì mấy, thì sẽ làm ăn này. Không mùa này cũng... Bây giờ vẫn đang quét rồi. Quét cho sạch á. Ôi dồi, thế mà anh chuẩn bị xong rồi. Ông dở à, chuồng tôi mẹ tôi lăn vôi. Quét gì mà. Chuồng nó lăn bằng cái con lăn ý. Nó có vẻ như quét đâu mà no. Quét vôi không giải quyết được cái gì. Sau anh đánh sút cho em. Sút rồi thì mới... Sút rồi xong lại lăn vôi á. Lăn vôi nó chỉ là cái bề mặt thôi, nó có thẩm thấu xuống dưới này đâu mà ăn thua cả... mà nó bụi mù lên ấy. Không, bụi nè. Anh quét tường thôi, cho nó sạch thì quét thôi. Sút là ok rồi. Sút nó quét vôi xong mới lại xông. Đấy là ok rồi. Xe này loại lợn này chở 50 con. Mẹ vòi bục chứ cày. Nếu mà ấy thì sao anh ở đây mà kiểm lại nhá, em về em tiêm ấy. Gióm có thuốc xin điếu nhỉ, khóa mẹ mất cửa thôi. Xe 100 ghê nhỏ hơn vào được thẳng chạy, cũng hút gì. Mẹ quán nó đóng mất rồi, vừa phải đi xin nữa ấy. Xin điếu nữa gióm này. Mẹ ra hàng kia nó lại xin. Chắc sao em phải theo xe về tiêm rồi, tiêm ấy. Anh ở đây đi. Ồ cái nan này thưa này mà không nọt nhỉ. Nan nhà mình nó mới nọt. Loại này phải được 40-50. Một ô này 50 con này, 50 con hết đấy, nhà đó. 50 con một ô này là vừa cái xe này đấy. Nhỏ này là vừa đấy, không sợ chặt đâu. 7 cân, 72 cân là vừa đấy. Kê cái chân ở đây này để cho nó đỡ dốc lên nhẹ được mà. Về đây. Về. 7 cân hai mấy mà bé thế. Nói chung là lợn con sập xoẹt thì không tránh được. Anh Hòa ấy đi, Hòa men đi. Nó về nó khát nước rồi nó vụt vào rồi nó kinh liền nó. Rốt bên nào trước nhỉ? Tiện xe bên nào thì cho xuống bên đấy. Các quả trường kia trước rồi. Được chưa? Chắc thế. Xuống con nào tiêm con đấy. Anh Hiếu cầm xi lanh đi chả biết à. Quên xi lanh thì bằng nhau. Kìa cái cánh cửa kìa. Lọ này được bao nhiêu xe? 100 xe à? Lọ này 40 xe. Cắm vào cho nó chắc ăn. Cắm lên này phải tháo cái nhá. Không phải tháo. Cứ thế là cắm vào thôi. Nó có cái lắp với con này của nó này. Của anh có nhưng của em có đâu? Có. À có à? Thế thì vẫn phải bật ra rồi. Đây. Cậy cái này ra. Đây con lắm. Đấy xuống luôn. Hết lạnh. Mày hết lạnh. Chỉ có kim chín thôi. Kim chín thôi. 1C đúng không? 1C thôi ạ. Xin anh này 5C. Nóng lắm, đâu vứt chỗ nào. Nóng mà. Ở vứt chỗ nào. Đấy cứ vứt ra đây khác. Nó chạy vào. Mình cô tiêm đi nhá. Mang mẹ sói em ở đếm. Úi xa. Về bắt đầu đói, đi rũi tìm đồ ăn. Mắc hơn cả nhà mình. Chuồng mẹ bao nhiêu tiền này cũng mắc. Thiết kế có sự xem xét về phong thủy rồi. Bằng cái mặt dĩ này mà 2 triệu đấy. Bắt con nào đếm con đấy á. Nó tối nó không nhằm vào ra. Không có bóng điện nhá, nó không thèm vào rồi. Ui, con này nó đầy bụng. Nó đầy bụng rồi, bụng nó căng phồng rồi. Lợn nào cắn không chị ạ? Cắn phát biết liền. Tập trung đếm một tí lại sai đấy.
thả nó ra, vứt vứt gãy ấy, thả nó thôi. Thả nhẹ thôi, gãy chân. Đi vứt thế đi đúng không? 2 triệu đấy. Thả nhẹ không, gãy chân đấy, nó bé. Con nó dậy rồi. Mày gãy thì mày đau. Căng bạt phẳng tắp, lưới bạt kín mít. Đang đi tìm đồ đấy. Có đôi con phân lắng, đôi con hò rồi đấy. Đấy, hắt xì ấy. Không rửa đi, đáng nhẽ là trước khi hôm nay về phải rửa qua một lượt đi. Dạ, cháu cũng chưa nhìn, công nhận đàn này nhiều được thật. Lúc nãy tiêm thấy toàn chim. Ấy, thấy chưa, đói thì tìm cái ăn đi kìa. Giờ đổ nước vào là nhau ngay. Pha nước men uống đầu tiên. Máng này ngắn quá, nó hũi một phát thì bay cả máng. Cho cả máng tròn này nữa, anh đang chưa ăn cám cho cả máng tròn này. Vào đây tí bảo mợ cho xin con về nuôi. Đấy, cả đỉ ở đấy. Con nào như con này đẹp rồi. Vâng, đầy lợn, dài lợn. Nhưng mà bọn này nhìn nói chung là nó cũng cứng cứng lợn rồi, không có nỗi non quá. Con này phẳng lưng. Con này không kêu nổi nữa rồi, không phát ra tiếng kêu nữa rồi. Có con này xuống cái nơi là thẳng luôn luột. Con đấy nóng sốt hỏng được. Con trong góc kia đỏ, ứng người. Đỏ mà có những con nhìn xuống ngay đỏ rực rồi, không biết ngay. Anh Hiếu ơi, khả năng tí nữa, anh 2 tiếng nữa thì cho hạ sốt. Hạ sốt lắm. Ra quán thuốc Tây ấy, mua mấy viên Paracetamol viên sổi. Ôi giời ơi, con này. Con này nó không cho uống hạ sốt, căng đấy. Khỏe ghê nhỉ. Sao em bắt toàn là con khỏe đấy. Mệt dậy. Quay lại định đớp ngay. Kìa, có những con mệt quá, xuống quá là nằm im. Con sốt hồng, đỏ rực. Con này nóng rực. Nóng rồi, có nhiều con sốt nóng mà. Có con say xe. 7 viên hạ sốt sủi. Chỉ phải có ngay không là bọn này mà không đêm nay không có hạ sốt vào là căng go lắm. Đêm nay anh dự định cho uống nước mấy lần? Đêm giờ xong đổ 2 tiếng sau lại uống. Cho uống hạ sốt. Uống hạ sốt xong thì bắt đầu quay ra uống gluco hoặc điện giải được. Gluco hết. Thế thì cho uống, tốt nhất anh cho uống sữa đi. Uống sữa hoặc cho uống beta C ấy. Beta cũng hết mẹ. Các bạn gì nhỉ? Trên xe có, tí em đưa cho. Đây là anh cho uống men rồi đúng không? Ừ. Cho uống men, nhưng mà tí chắc chắn phải uống được hạ sốt. Cho uống beta, nó vừa có beta, vừa có C mà vừa có sữa. Úi giời. Sao em bắt được con nào nó cũng ghê gớm vậy. Làm mũi kháng thể cho khỏe. Mai không phải đi tiêm Covid. Chị đừng xỉa tay em rồi. Cái chuồng này nó vẫn còn cái mạt đen đen của thuốc tím ấy. Nó dậy này, dậy là đau, dậy là chảy máu. Thiếu một con bù ở đây sang là vừa đẹp này. Mấy con này thừa 3 con đúng không? Khả năng chị Quyên phải vào quét cái mạt đấy đi chị Quyên ạ. Chứ không là cái mạt đấy mà tí nó vào nó hũi mũi vào nó hít vào cái mạt đấy là ấy lắm. Chụp kìa mà bạn. Nằm cái kiểu đau lắm đấy. Đây là đường vào đâu? Đường vào tim em. À anh Hiếu ơi, nó cũng có đôi con có triệu chứng gì ở nên là anh cho uống hạ sốt rồi anh cho uống men sáng mai phải cho uống cái cặp phục hồi cân bằng cái mà em vứt kia cho luôn nhá, không là nó đi ở hết lượt đấy. Thiếu máng tí bên này đổ máng tròn thôi, không phải san ra mỗi bên một máng dài 2 máng tròn. Khát nước ấy, giò rồi biết ngay mà, han móng này kiểu gì cũng giò ấy, giò ác luôn á. Trông vậy thôi, họ giò vậy hao thuốc lắm. Này phải kiếm nhựa đường, bít hết lượt. Về mệt. Này bảo sao mẹ lợn nó chả áp lực. Mà vấn đề là nó chít nước ra xong nó còn tắm ấy. Bởi vì nó cứ phịt nước vào người nó mát không. Lúc ấy nó xuống nó đang sốt nè. Nó vầy được nước ở vòi ra là nó không những vầy để uống mà nó còn vầy ra để tắm á. Cho nghịch để mát. Uống là nào uống không rồi nhắm cái chân vào. Chính cái máng kia sạch kìa bởi vì nó rút được mỗi cái đầu thôi. Máng cho vào máng này nó dấm cả chân nên nó uống. Xong bắt đầu là mai là rối loạn tiêu đường tiêu hóa hết lượt. Cái hôm cái nhà ở Ứng Hòa nó bắt nái họ bị ấy. Trời nóng ấy. Nó về nó còn không cần thèm uống, mệt quá. Hạ sốt là cho uống bây giờ.
uống hết men này thì quay sang uống hạ sốt luôn. Trông lợn đang sốt hồng hết lên như này mà không uống hạ sốt thì mai lăn quay cu đơ. Tết mua mai thích thì mưa thì nhà thịt đi ăn có đéo gì nữa. Mai đã tính mai mưa nhà thịt gan ăn rồi. Ô thế là còn một xe nữa nó về sau hả anh? Phải. Mời gì? Mẹ mời nước nọc. Không giờ được công lương mà em rồi nửa đêm rồi. Hay giờ này mong cháu hành. Ôi sợ ôi nó dậy. Ô bên này to nhỉ? Em đọc cái ghê chị xỉa tay em. Ôi giời, thợ tiêm chuyên nghiệp rồi. Nào cái con này. Con này to đấy. Ra đấy còn đầm nữa kìa. À, tìm một chỗ nước mát nó ra đây đầm. Đấy, đấy, đi tìm nước để đầm để uống đấy. Đấy, 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 đấy. Nước như vậy thì bảo sao chả đầy bụng, chẳng khó tiêu. Là tất cả những chuồng lợn mà chúng ta chuẩn bị cho lợn về là chúng ta phải lau sạch, quét sạch để khô. Đừng để nước như này mà nó về là nó khát là nó đi tìm nước nó uống ngay mà cái nước này thì nước bẩn. Đấy, nó còn đầm nữa. Đấy, như thế là lợn sẽ bị cảm đấy. Vì nó người nó đang rất là sốt. Anh Hiếu thì nhìn lợn nhà anh về kìa. Nó đi tìm vũng nước nó đầm, nó vẫy. Kìa, vũng kia với vũng này. Ra tìm được vũng nước sướng. Đấy, nó nằm giống như thế thì mai lạnh bụng kêu chảy ngay có gì đâu. Này, nó chồng tay không, đấy. Chồng tay, chồng tay. Không, 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 đàn này chắc chắn mai có con đi ạ. Không thoát được. Tí mà không lấy rẻ lau khô cái vũng nước kia đi thì mai nó nằm đấy là mai đi hết. Ui giời ơi. Con nọ mút chim con kia. Nó còn đang nhớ tim mẹ. Rồi thằng cẳng ôm cái bụng xuống. Xong rồi chưa? Vào trong mình nghỉ hết rồi. Hết lợn chưa? Không, cháu đi về. Về cháu, ngay. Cháu đã tắm đâu, cháu về. Cháu tiêm mỗi kháng thể với cháu vứt anh dặn anh Hiếu vừa cho ông cho uống men rồi, anh Hiếu còn men, anh Hiếu hết hạ sốt, vừa phải đi mua hạ sốt sủi rồi. Uống cái cặp này để cho nó không bị tiêu chảy. Cái này uống cái cặp này không tiêu chảy. Mới lại tí nữa cho uống cái này. Nhắn vào chứ. Vâng ạ. Xong rồi cái này thì lúc nào mà uống men thì pha cái này với men. Cái này trong này nó có sữa, hiểu chưa? Thế còn tí nữa uống hạ sốt, xong rồi uống cái cặp này ngay để cho nó không chế tiêu chảy. Cái này để mai cho can cháo đi, bạn nào mai phải cho ăn ngay cho. Không, em muốn cho nó uống sớm bởi vì nó em thấy có nhiều con bị giống vấn đề bị tiêu chảy rồi. Còn xong uống xong cái này thì bắt đầu pha cái này cùng với men cho uống bởi vì trong này nó có sữa. Thế bây giờ là pha hạ sốt thôi chứ? Pha hạ sốt một mình hạ sốt thôi. Hoặc có thể pha hạ sốt chung với cái này cũng được. Ăn cho nó có lực. Bởi vì trong này hàm lượng sữa rất là nhỏ thôi, không quan trọng. Bên này nó có C luôn rồi. Thôi đi, vợ chồng em đi về đây. Này. Này.